Tôi muốn chia sẻ với các bạn cái này thôi, Cái này đến từ Sky Sports nhé Sky Sports phân tích ấy Và tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy là làm sao Tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy để các bạn hình dung ra được ấy Là cái uh, tình hình Độ sâu đội hình của Man United bây giờ như thế nào Ok Đây cái này tôi lấy được từ Sky Sports đây đúng không Và các bạn thể thấy đây Squad Depth của Man United 23-24 và ở trên Sky Sports thì họ đang phân tích ở trên đấy thì các bạn thấy đây là flex của The United View là một trong những kênh channel uy tín của 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 nước ngoài ở bên Anh này và Flexi trước đây cũng đã công tác với The United Stand rồi và bây giờ đang công tác rất nhiều với Sky Sports. Vậy thế rồi nhá, thủ môn nhá. Ông nói Heaton Henderson đi rồi đúng không? Tôi cháy rồi đây quả đấy đúng không? Thì uh, cháy rồi đây của tôi nói chung là bao giờ tôi chia sẻ cái thành tích cháy tôi cháy rồi đây của tôi. cho thêm được thêm được ông Henderson. Uh, Henderson sẽ thay với màu khác này là có 3 thủ môn này. Xong rồi các bạn thấy đấy, từ hậu vệ cánh phải sang nhá. Thì làm sao? One um... cái gì? Scott McTominay 27 tuổi hả? Thật à? Thật hả? Tôi nhớ là 25 tuổi mà mới 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 sinh nhật à? 26 tuổi. Ờ oh, ok, 26 tuổi. Um... nhưng mà bánh xe vô cũng trẻ, ấy. thì tổng tổng thể là cũng trẻ đi à già đi cái gì nữa. One bisa này, ok. Varane và Maguire bị Varane toàn ở đâu nữa Maguire có mỗi vị trí đấy khiếp nhỉ kinh quá rồi đây lý do vì sao tôi bảo ấy khéo ấy Lindelof và chấn thương ấy là mình sẽ thấy so đá vị trí CB cánh phải chứ không phải là Harry Maguire nhìn cái vị trí đấy kinh vãi trưởng luôn Varane chấn thương một phát nhìn toang thì thôi rồi ạ sau đó chúng ta có Martinez với Lindelof này và có thể so đá được cái đấy này đúng không sau đó Shaw và Malaysia đều bị chấn thương bây giờ này thì chuyện gì đang xảy ra so với Malaysia mà chấn thương bây giờ ấy thì chúng ta sẽ có Kukurea vào đấy mà không? vì bây giờ so Malaysia chấn thương và Ran chấn thương mà nếu như mà không tin tưởng Maguire mà bây giờ Lindelof chấn thương thì chắc chắn làm sao toàn toàn nặng luôn ok tiếp chúng ta có Bruno và bánh xe vuông thì bánh xe vuông sẽ đi thôi thì phải đem về một ai đấy Mainu ấy thì coi như là xong rồi mai nữa, có như mất bán nửa mùa giải nữa Scott McTominay với Casemiro này Mount và Eriksson oh, thực sự mỏng mỏng thì thôi rồi ạ mỏng thì thôi rồi luôn sau đấy Anthony kiếm phải Pedestri mà Pedestri như có đá thuê không nhỉ có tin nào liên quan đến Pedestri đá thuê không kiểu này thì đá thuê quá gì ở nhà đi còn gì nữa mỏng quá À mà chấn thương rồi đâu nữa Sau đấy là có Hoi này, Marshall này Rồi Rashford, Sancho và cái Nacho À! Con Jun thất tình Con Jun thật ra ấy là kiểu như là đi đâu cũng được ấy Cái vị trí của Bruno, vị trí striker, vị trí right wing hay vị trí left wing đều đi được Ok um, Tôi nghĩ là Pellestri ở lại Nhưng mà tôi nói thật Tôi xem cái trận uh, Tottenham Spurs ấy ở sân Spurs ấy Xong rồi cái lúc mà Pedestri vào ấy Yếu cực kỳ luôn Yếu dã man luôn ấy Yếu quá ấy Sau cái thằng Julian Alvarez Mà Pep Guardiola luyện nó lên kinh thế nhỉ Nó ông bé Litality thôi Mà nhìn nó khỏe nó đô thế Pedestri yếu dã man Đấy là lý do vì sao mà tôi react ấy Tôi bảo hàng công của MU ấy Bạn nhìn hàng công đi nhá Anthony còi Pedestri còi Coy còi Jun thất tình còi Ganacho còi coi hết sạch Marshall thì vừa vừa Rashford là người duy nhất là to Hôi luôn là to Còn lại à Mà hôi luôn hiện tại là vẫn đang mỏng Người đang mỏng Nhưng mà là có cái tướng và cái tạng người ấy là to Ok Cái tướng và tạng người là to Còn lại Cả lũ còn lại à Như một cái lũ Quảng khăn đỏ ấy Bé ti tẹo lita làm sao mà đá được cái giải ngoại hạng anh này mà mọi người nhìn ấy Mọi người sẽ hiểu được ấy là Cái sự khác biệt ở đây này là Man City ấy, cách đây khoảng 5 năm đi Là Man City toàn những, những đứa còi Man City toàn những đứa còi Kiểu như là David Silver Xong rồi uh... Ai nữa Bé bé Aguero, Aguero thì dạng cũng, cũng người cũng, cũng cũng dày. Nhưng mà kiểu nhiều đứa còi lắm. Man City bây giờ á, à, tôi thấy là to lên hẳn. Man City bây giờ Sterling đúng, Navas đúng. Bây giờ á, à, Man City á, à, Rodri này, to đùng này, Kevin De Bruyne to đùng này, Jack Grealish to đùng này. Jack Grealish kiếp cái bắp chuối của Jack Grealish to chắc to bằng hai thằng cộng lại. Jack Grealish to đùng này, Erling Haaland này, to đùng này. <laughs> ngoài, ngoài cái ông Bernardo Silver ra Còn lại là toàn những dân kiểu to đùng luôn Ruben Diaz to đùng Nathan Ake to đùng Akanji to đùng Nghĩa là à, Man City ấy, là không chỉ là technical tốt Mà bây giờ à, tất cả mọi thứ ấy, nó to đùng cả lên Nó to một cách khủng khiếp luôn ấy. Đúng không? Và đây là lý do vì sao ấy mà họ có thể vô định được treble tại vì là họ không chỉ có những cái có những cái cầu thủ mà thiên về hướng technical giữ bóng tốt rồi kiểm soát bóng tốt mà ngoài cái đấy ra ấy là bản chất cái thể trạng của họ ấy nó cũng rất là to và khỏe thì người ta mới có thể cạnh tranh được chứ nhìn cầu thủ mà u thể tuyệt thề với các bạn ấy nhìn ông uh, Palestri giật dài, giật dẻo siêu litality luôn chán quá Đấy thì đấy là cái tình hình của ông Pellestri, ông A mà bé, bé khủng khiếp Anthony bé. Anthony có mỗi lần duy nhất mà chơi được cái ông Dan Burn của Newcastle ấy là tôi thấy là ok. Nhưng mà còn lại à, bé quá không qua người được. Anthony bé quá không qua người được ấy. Bạn hình dung ấy, bạn mà hộ vệ to ấy, Anthony đẩy bóng ấy, bạn chỉ cần tì một phát thôi là mất thằng bằng. Lấy cái tay là à, tì phát thôi là mất thằng bằng. Rất khó có thể qua người được khi mà tặng người mình bé như thế. Chơi hôi luôn ấy, tôi thấy ok này, Rashford tôi thấy ok, Rashford cực kỳ khỏe Cực kỳ khỏe uh, Con Jun thất tỉnh bé quá, không qua người được Ở cái giải ngoại hạng anh này không qua người được uh, Chỉ có ban bật thôi, rồi mong là qua được đúng không? Cần nạn cũng thế, các bạn thấy đấy Cái trận đầu tiên mùa giải cũng như là trận ở Tottenham Hotspur Stadium ấy Bé quá Bé quá, không qua được Và đây là đầu mùa giải nhá Các bạn nên nhớ cuối mùa giải đi khi mà đuối sức rồi ấy sau bắt đầu phải qua những cái hậu vệ to đùng ấy không qua nổi luôn rất khó. Uh, ok đấy thì đấy là nhận xét đầu tiên của tôi liên quan đến cái đội hình. Nhận xét thứ hai ấy là quá mỏng quá mỏng. rất nhiều vị trí nếu như các bạn nhìn những cái câu lạc bộ khác ấy rất nhiều vị trí là có họ có ba option họ có ba option và cái option thứ ba ấy không phải là option mà chỉ cho cái vị trí đấy mà họ có thể chạy nhiều vị trí. ví dụ nếu như mà mình mua Benjamin Pavard về ấy là sẽ cover được right back và cb đúng không? Đấy thì kiểu như cái trường hợp con zoom rất tinh ấy nó có thể cover được nhiều vị trí. Đấy thì uh... Đấy bây giờ cái vị trí left back mình toàn phát hai đồng chí luôn. Thì bây giờ phải đem về Kukurea. Nói chung là Nói chung là đấy thì đấy là cái tình hình squad depth của Man United rất là nan dài Rất là rất là rất là nan dài